Hello, xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của cửa hàng Nông Cơ Huy Hoàng các bác nhé. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8, xã Đa Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và hiện tại thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo luôn các bác nhé. Và cửa hàng chúng em có nhận ship code toàn quốc. Các bác nào mà có sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Số điện thoại mà cửa hàng chúng em sử dụng Zalo là số điện thoại là cửa chúng em đang để trên màn hình luôn các quý khách hàng nha. Vâng, và hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2022 lại tiếp tục lên sóng cho các bác và giới thiệu cho các bác một lô máy cơ xích. Tổng cộng lại tiếp tục gồm 10 con các bác nhá. Đó. Và hôm nay thì cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là lô chữ A từ A1 cho tới A10. Và vẫn như thường lệ và mọi khi thôi, hàng bên trên là những dòng phân khúc nhỏ nhẹ phục vụ cho các bác sử dụng gia đình, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại. Còn hàng bên trên này ạ, đó hàng bên dưới này là sản phẩm cao cấp, hàng chất lượng, cắt gỗ thì có khai thác tầm trung có này, có khai thác nhẹ nhàng có này, và có sử dụng gia đình có này, hàng hệ nòng đứng, hàng chất lượng các bác nhá. Con gỗ đường kính khoảng tầm 35 đến đổ lại. Hoặc là gỗ là máy nào khai thác tầm trung thì khoảng tầm 40 phân đổ lại. Đó, ký tự là lô chữ A này. A1, A2, A3. Và hình thức đặt hàng của bên em ấy thì vẫn là giới thiệu cho các bác là hình thức đặt hàng của bên em. Là khi các bác nào mà ưng ý con nào rồi, trên lô ngày hôm nay các bác xem kỹ video, các bác ưng ý con nào rồi ạ, thì các bác đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đánh dấu ở trên này các bác nhá. Các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em đọc cho em cái mã. Ví dụ là các bác muốn chốt con này chẳng hạn này, đó, mà các bác không biết là con gì, tên máy là con gì, thì các bác đọc cho em là chốt cho anh con A2. Đó, A2. Và số tiền mà cửa hàng chúng em đã đánh ở trên này là giá của cây máy các bác nhá. Và giá này là đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện rồi. Các bác cửa hàng tới các bác không cần mất thêm bất kỳ chi phí gì nữa cả. Và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước các bác nhá. Không cần cọc trước nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đó. Các bác hiểu tình trạng đặt hàng chưa ạ? Nên là các bác ưng ý con nào, các bác xem đi xem lại. Và cuối video thì cửa hàng chúng em thì có test nổ. Đấy, có test nổ để cho các bác nghe trải nghiệm của cây máy. Đầu tiên là hôm nay thì chúng em là có này, Estin 023, một con máy cưa sản xuất Made in USA các bác nhá. Đấy, con này sản xuất tại Mỹ đấy ạ. Dòng này là dòng Estin 023, giá nó là 4 triệu đồng. Nòng 40 ly, công suất của nó là 40cc. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 40 phân, 35 phân đổ lại các bác nhá, 35 phân đổ lại. Có xả áp này, có núm mơn sao phụ, hai ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 19 các bác nhá. Còn lại tình trạng thì khá là đẹp. Đầu tiên, tiếp theo là con A2 là một con máy cưa Estin 020. Con này là công suất của nó là 36cc, nòng 40 ly, máy móc cũng cực kỳ đẹp. Sản xuất tại Made in Germany các bác nhá. Dòng này là dòng bãi Đức các bác nhá. Sản xuất tại Đức đấy ạ. Máy móc thì cực kỳ chất lượng luôn. Con này lên xích lớn luôn này, xích 325. Đó. Vâng, và kế tiếp là con A3, một con máy cưa Echokiorit 3501. Con này là tích hợp chụp giật trợ lực các bác nhá. Có tích hợp chụp giật trợ lực này. Đó, và con này giá nó là 2.850.000. Con này được công suất của nó là 35cc. Nòng của nó là 38 ly các bác nhá. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ lại. A4 là một con máy cưa Shindaiwa, thương hiệu Shindaiwa các bác nhá. Giá 2.600.000, nòng đứng 38 ly, nòng máy cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đổ lại. Vâng, và con A5 là một con máy cưa Shindaiwa tiếp, E300. Con này là 2.500.000. Con này nòng của nó vẫn là 38 ly các bác nhá, công suất của nó là 34 hay 35cc gì đó ạ. Con này thì vòng tua của nó thì cực kỳ khỏe. Vâng, và qua tiếp là con đây là hệ hàng để sử dụng các bác sử dụng gia đình các bác nhá. Rồi, con A6 là một con máy cưa hệ đời mới, Echokiorit 2700 các bác nhá, dòng Nhật bãi nội địa. Đấy, con này là 2.300.000, cực kỳ nhẹ luôn. Có tích hợp chụp giật trợ lực lò xo, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Một con máy cưa Makita thương hiệu cũng của Nhật bãi nội địa, có tích hợp chụp giật trợ lực, có núm mâm sang phụ, thắng xích tiếc đầy đủ hết từ A tới Z. Đó, con này thì công suất của nó là 33cc các bác nhá. ME333, 2.200.000. Đó. Con A8 là một con máy cưa Tananka, giá 1.950.000. Con này thì thương hiệu quốc dân rồi. Hầu như video nào thì cả hai chúng em cũng lên sóng các bác nhá. Máy thì bán cực kỳ chạy luôn. Các bác nào mà đam mê độ bền của con này thì hàng cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá.
không có chủ giật trợ lực. Máy móc thì con này thì cũng tất cả chức năng của nó thì nó cũng cực kỳ bình thường, nhưng mà về độ bền của nó thì cực kỳ đặc biệt luôn các bác nhá. Đấy, và tiếp tục tiếp là một con máy cưa Tananka tiếp. Đó. Và cuối cùng là một con máy cưa Echo Kyorit. À đâu, con này là dòng Komatsu. Komatsu các bác nhá. Komatsu Zenowatt đấy à. Con này 1.850.000, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về giá rẻ 1.800.000. Con này con A9 là con Tananka. Con này thì công suất của nó là 33cc các bác nhá. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 cm. Con này cũng cắt đường kính khoảng tầm 25 cm. Đấy, mấy con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 cm hết. Đó, vâng, và rồi thì cả chúng em đã giới thiệu sơ sơ qua là lô máy ngày hôm nay là có những hàng hệ như thế nào. Đấy, nên là các bác nào mà vừa nãy xem qua và trải qua hết rồi ạ, lô máy ngày hôm nay, các bác nào mà cảm thấy mà đã thấy ưng mắt con nào rồi thì sau đây thì cửa hàng chúng em sẽ để máy quay xuống để giật test nổ cũng như là đo cây lam xem là độ dài của cây lam nó bao nhiêu phân, xài xích gì, công suất nó bao nhiêu các bác nhá, và nghe test nổ của cây máy. Dạ vâng, đầu tiên là con máy đầu tiên trong lô máy ngày hôm nay là một con máy cưa Estin 023 sản xuất tại Mỹ các bác nhá. Đó, Estin 023 sản USA này, Made in USA. Con này là 023C các bác nhá. Thắng xích thì sử dụng vẫn là đầy đủ chức năng từ A tới Z luôn. Con này là nòng của nó là 40 ly, công suất của nó là 40cc các bác nhá. Có tích hợp núm mương xăng phụ và con này thì có xả áp này. Các bác nào muốn giật nhẹ nhàng thì có con này thì nó có tích xả áp để giật cho các bác, giúp các bác giật nhẹ nhàng cây máy hơn, hoạt động dễ dàng. Hai ốc là chân lam cực kỳ chắc chắn, vặn trực tiếp bằng khóa 19. Lam con này mặt cắt là được 40 phân các bác nhá. Đây có thông số hết ở trên này đây. Đây. 40 cm. Đấy, xích riêng sợi xích con này là xài xích chung 91 các bác nhá. Sợi xích dài trùng chung với dòng sản phẩm máy cưa điện đấy ạ. Các bác nào mà đến nữa mà chỗ các bác nào không bán cái xích này thì các bác ra cái cửa hàng điện máy hoặc là những cái chỗ nào mà bán về máy cưa điện ấy, thì cái này thì xích này người ta có bán luôn các bác nhá. Cực kỳ dễ dàng luôn, thay thế cực kỳ dễ dàng, xài xích chung 91. Đấy. À, con này thì nó có tích hợp là hàm rồng này. Có tích hợp sẵn hàm rồng cho các bác. Con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ lại thì con này thì cực kỳ thoải mái luôn các bác nhá. Đấy. Giá con này là 4 triệu đồng, hàng chuẩn nguyên zin nguyên bản đấy ạ. Chuẩn nguyên zin, bên dưới này là phần nắp đổ xăng pha nhớt. Còn đây là nhớt để bôi trơn lam xích. Mặt trước là để nhớt để bôi trơn lam xích, mặt sau là để xăng pha nhớt các bác nhá. Dạ vâng, kế đến là con A2. Con A2 là một con máy cưa Estin 020, con này sản xuất tại Đức các bác nhá. Sản xuất tại Đức, con này là nòng của nó là 40 ly, công suất của nó là 36cc. 36cc, giá con này là 3.500.000. Đấy. Con này là hàng chuẩn bãi Đức, lốc là lốc nhôm các bác nhá. Và con này thì lam sợi xích con này, riêng sợi xích con này là nó xài xích lớn các bác nhá. Xích 325 đấy ạ. Dài xích coi là như gần như là xích đại luôn rồi. Mặt cắt của con này là 37-38 phân mặt cắt cho con máy này. Thắng xích vẫn là sử dụng đầy đủ nguyên, con này tình trạng khá là đẹp. Đấy. Thắng xích vẫn là sử dụng đầy đủ các bác nhá. Các bác này. Kéo cực kỳ chắc. Bóp lên. Đó. Mặt tiền của nó đây cực kỳ chắc chắn và bền bỉ luôn. Rồi cả chúng em xin phép giật tiết nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy.
Dạ vâng, qua con A3 là một con máy cưa Echo Curit. Khá nhiều các bác mà hay hỏi cho em về hệ này, nhưng mà thật sự là cả chúng em dạo này thời gian gần đây thì về hàng thì nó cực kỳ hiếm hàng luôn. Hôm nay thì chúng em lại về tiếp tục một con máy cưa Echo Curit các bác nhé. Có tích hợp sẵn chụp giật trợ lực cho các bác này, giật rất là nhẹ nhàng. Đó, công suất của nó là 35,8cc, làm gần như là 36cc rồi các bác nhé. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đủ về thì con này thì kéo cực kỳ thoải mái luôn. Hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13. Con này nó xài là xài xích mini các bác nhá, xài xích mini. Lam con này mặt cắt là được 35 phân ạ. 35 phân mặt cắt, xài con này là xài xích mini nhỏ gọn. Đấy. Thắng xích thì vẫn là sử dụng đầy đủ các bác nhá, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện rồi các bác nhá. Bác con đó ưng ý muốn đặt hàng con này thì báo cho em là con A3 các bác nhá. Dạ rồi, qua con A4, một con máy cưa Shindaiwa. Shindaiwa các bác nhá, một con máy cưa rất là thương hiệu luôn. Các bác ở dưới miền Tây thì rất là chuộng sử dụng về hệ này luôn. Hàng chuẩn, hàng Đức, Nhật này, Made in Japan các bác nhá. Đấy, con này tình trạng khá là đẹp. Phần mặt tiền của nó đây, mặt tiền là lốc nhôm luôn các bác nha. Lốc nhôm cực kỳ chất lượng luôn. Thương hiệu khá là bền bỉ. Giá nó là 2.600.000. 2.600.000 các bác nha. Quay tổng thể cho các bác. Xích là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Làm vẫn là mặt cắt là được 35 phân. Con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đổ về thì cực kỳ được luôn các bác nha. 25 phân đến 30 phân. Đấy. Nhỏ nhẹ. Vâng, và các bác nào mà thích thương hiệu Shindaiwa tiếp thì hôm nay chúng em lại tiếp tục lên cho các bác một thương hiệu Shindaiwa tiếp. E300, một con máy cưa lòng đứng, lốc vẫn là lốc nhôm các bác nhá. Lốc là lốc nhôm, cái này là phần lưu nhớ tôi ạ, chứ không phải là phần bẩn của cây máy đâu. Đấy, máy móc tình trạng vẫn cam kết chuẩn chất lượng nguyên zin từ ATZ. Con này thì nồi đồng cối đá luôn rồi. Xích vẫn là xài, con này là xài xích mini các bác nhá. Xài xích mini. Làm con này mặt cắt là được 30 phân. Nhỏ nhẹ, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Giá con này là 2.500.000 các bác nhá. Nòng 38 ly. Nòng 38 ly, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Nhỏ nhẹ để cho các bác sử dụng gia đình. Mà con này thì nòng là nòng đứng, cực kỳ dễ dàng sửa chữa cũng như là thay thế linh kiện. Đấy. Nó dòng nòng đứng là hệ nòng đứng thì sửa chữa thì rất là dễ dàng luôn các bác nhá. A5 giá 2.500.000 các bác nhá. Dạ vâng, và tiếp tục là hệ máy cưa nhỏ nhẹ để phục vụ cho các bác cắt tỉa cành sử dụng gia đình đây. Một con máy cưa A6 thương hiệu Echo Curit các bác nhá. Echo Curit thương hiệu thì quá là nổi tiếng luôn rồi.
Đó, hôm nay thì chúng em lên sóng con này là hệ đời mới luôn các bác nhá. Thay thế linh kiện, thay thế sửa chữa dễ dàng. Con này linh kiện ấy ạ, hiện tại trên thị trường vẫn là có bán mới luôn các bác nhá. Nhỏ nhẹ, có tích hợp chụp giật lợi trợ lực lò xo, có núm ươm sang phụ, giá 2.300.000. Con này thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Đấy, là chúng em đem ra quay hơi bụi một tí xíu thôi, nhưng mà tình trạng khá là đẹp đúng không ạ? Xích là xài xích mini, đặc trưng thương hiệu của dòng Echo luôn rồi. Làm con này mặt cắt là được 30 phân các bác nhá. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về cho con này thì cực kỳ thoải mái. Echo Kirit 2700. Đúng rồi. 2700. Con này là A6, giá 2.300.000 các bác nhá. Có cái dây nhỏ nhỏ hơn này. Đâu có à? Có à. Hết rồi, ra rồi, còn mỗi hai cuộn một cuộn dây của máy xăng à? Có mà. Ở ngoài đấy kiếm xuống có. Dạ vâng, tiếp đến là con A7 các bác nhá. A7 một con máy cưa thương hiệu Makita ME333. Con này thì vẫn tích hợp chụp giật trợ lực này. Đó. Giá nó là 2.200.000 các bác nhá. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Làm con này là mặt cắt là được 30 35 phân các bác nhá. Xích là xài xích chung 91. Sản phẩm con này là xài xích là dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện đấy ạ. À. Đấy, máy cơ điện nên là các bác thay thế thì cực kỳ dễ dàng và tiện lợi luôn. Hầu như chỗ nào cũng có bán các bác nhá. Chỗ nào có bán máy cơ điện là chỗ đó có bán xích này. Về con này các bác nhá, nhìn sợi dây của nó này hình như là còn trắng phau luôn các bác. Đó. Hầu như là còn trắng nguyên các bác nhá. Đấy, con này thì tình trạng khá là đẹp, hàng chất lượng các bác nhá. Công suất của con này là 33cc. 33cc cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đến 20 phân đổ lại các bác nhá. Cho các bác ở về cắt tỉa cành, về hoặc là các bác nào mà hay cắt củi nấu rượu hoặc là cắt tỉa nhánh cành linh tinh đồ linh tinh đấy ạ. Cắt gỗ tầm khoảng từ bắp chân bắp chiếc đổ lại đấy ạ. Đó, thì các bác lựa cho em những sản phẩm như thế này thì cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Chụp giật trợ lực phụ nữ cũng có thể giật được luôn, cực kỳ nhẹ nhàng luôn đấy ạ.
Dạ vâng, thương hiệu Tanaka của hàng Nhật tiếp các bác nhá. Made in Japan này ạ. Made in Japan các bác nhá. Con này thì công suất của nó vẫn là 33cc, thương hiệu cực kỳ bền bỉ của thương hiệu Tanaka luôn. Con này thì cửa hàng chúng em bán thì cực kỳ chạy luôn các bác nhá. Đó. Giá con này là 1.950.000. 1.950.000 các bác nhá. Có tích hợp núm mương xăng phụ cho các bác. Và con này thì lam mặt cắt là được 35 phân mặt cắt các bác nhá. 35 phân mặt cắt, ốc là ốc vặn lam trực tiếp bằng khóa 10. Con này tình trạng thì cũng khá là đẹp và chất lượng luôn. Giá nó là A8, giá nó là 1.950.000 các bác nhá. Dạ vâng, lại tiếp tục một con máy cưa Tanaka tiếp. Đó, Tanaka của dòng Nhật nội địa tiếp các bác nhá. Vẫn là xài lam mặt cắt là được 35 phân xích. Con này là xài xích chung với sản phẩm của máy cưa điện các bác nhá. Có tích hợp tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này. Đấy, tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam. Núm mương xăng phụ đầy đủ cho các bác. Giá cũng là 1.950.000. Con này tình trạng thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đấy, hàng như sưu tầm luôn. Tem mác hầu như là còn đầy đủ nguyên. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về cho các bác nào mà cắt gỗ nhỏ nhẹ để cho các bác sử dụng gia đình, hoặc là cắt củi đồ linh tinh các bác nhá. Con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực lò xo này. Đấy, con này thì khác với con A8, nhưng con này là có tích hợp chụp giật trợ lực lò xo, giật nó nhẹ nhàng hơn. Dạ vâng, cuối cùng trong lô ngày hôm nay là một con máy cưa Komatsu Zenawatt các bác nhá. Đó, thương hiệu Komatsu công ty Maruyama của nó phân phối các bác nhá. Nhưng mà máy của nó là dòng Komatsu MEI300 đấy ạ. Đấy, máy nó hoàn toàn giống nhau. Nó là đều nhà máy Komatsu sản xuất, nhưng mà này là do công ty Maruyama người ta phân phối lại thôi ạ. Người ta lấy tem của dòng Maruyama các bác nhá. Các bác nào mà đam mê thương hiệu này thì có lẽ là nhìn máy là biết ngay. Máy móc thì cực kỳ giống nhau. Lam con này mặt cắt là được 30 phân. Xích là xài xích mini các bác nhá. Ốc lam là ốc lam 13. Các bác nhìn ốc lam này còn vàng ươm luôn. Con này tình trạng thì còn cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đấy, khá là đẹp luôn đấy ạ. Mà giá này cực kỳ hữu nghị. Cho các bác là về mà cắt ít này, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đủ lại thôi. Hoặc các bác nào mà ít sử dụng nghe lâu lâu mới gọi là về để cắt chơi thôi, cần tìm một chiếc máy cưa giá rẻ nhưng mà vẫn đầy đủ chức năng, có núm mương xăng phụ đầy đủ cho các bác này. Đấy, có núm mương xăng, giá lại cực kỳ rẻ, 1.800.000 các bác nhá.
Công suất của nó là 30cc nhưng mà vòng tua con này thì cực kỳ khỏe luôn. Vòng tua thì rất là thoáng máy, nổ là nghe không bao giờ bị ì máy gì cả. Cho các bác nhìn qua phần sợi dây giật của nó này. Sợi dây giật thì còn trắng phau luôn các bác nhá. Đấy, chứng tỏ là chủ này thì cực kỳ xài luôn. Chủ cũ bên Nhật thì cực kỳ xài. Tem mác lại còn chuẩn chỉ từ A tới Z các bác nhá. Phần bên dưới này là phần để đổ nhớt để bôi trơn lam xích này. Bên trên là đổ xăng pha nhớt các bác nhá. Phần công tác thì ở trên này. Đó, đóng xuống là tắt, gạt lên là mở. Giá lại cực kỳ hữu nghị, chỉ 1.800.000 một con máy thì cực kỳ đẹp. Đấy, các bác nhìn qua này. Không hề có vết chảy xước hay là han gì gì đúng không ạ? Đó, làm mặt cắt được 30 phân xích là xài xích mini nhỏ gọn. Về cho các bác cắt mạch, cắt miếc cần để cắt củi linh tinh thôi. Đấy, quá là chất lượng luôn các bác nha. Giá lại cực kỳ rẻ, chỉ 1.800.000. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại. Cho các bác nào mà nhu cầu về sử dụng ít. Vâng, vừa rồi thì cả chúng em đã giật test nổ hết tất cả những máy và giới thiệu chi tiết rồi. Cắt gỗ đường kính khoảng bao nhiêu. Nên là các bác xem kỹ video giúp cả hàng chúng em. Các bác nào mà thật sự cảm thấy mà ưng ý con này rồi thì nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em để đặt hàng. Và báo cho em cái mã mà cả hàng chúng em đánh dấu các bác nhá. Báo cho em cái mã máy đấy ạ. Và giá là cả hàng chúng em đã công khai hết ở trên này rồi. Nên là các bác không cần mất thêm bất kỳ chi phí gì nữa cả. Đấy, hàng tới các bác chỉ cần thanh toán đúng mà số tiền mà cả hàng chúng em đã báo ở trên video này thôi. Rồi, cả chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.